triệu năm, bản chất tự tin hơn khi đối mặt với những thách thức của đang thống trị và giữ gìn. Du lịch nhà Mát trân trọng kính quanh quanh tộc khủng long đem đánh sự sống trên dưới đất cách đây hơn 66 triệu năm về trước. Vô đây là coi một bát bằng lái. Vô đây bạn. Kinh như mỏi hình cái. Mỏi hiểu không? Ê, chạm mấy hết. Hào hồng đúng không? À, và đây là cái đường dẫn ra nhà hàng nhà Mát nha mọi người. Ở đây thì chúng ta có thể ngắm các cái cảnh vật xung quanh cái bờ biển ở đây. À, đặc biệt là ở dưới cái chỗ tôi đang đứng đây này, rất nhiều con còng nha mọi người. Con còng hay con gì đó thì tôi không biết nữa, nhưng mà cái dạng họ nhà còng đấy rất là bự. Và đây thì tôi sẽ quay cho mọi người cùng theo dõi nha.